có rất nhiều cái ưu điểm khác nhau giữa kinh doanh truyền thống và New Skin. Cái thứ nhất rằng New Skin này là mình không cần phải đầu tư số tiền lớn giống như kinh doanh truyền thống. Cái thứ nhì đó là mình không cần phải mình trả tiền cho nhân viên hay là mình lo vấn đề về sổ sách. Cái thứ ba đó là mình được sự hỗ trợ của rất nhiều người khi mà mình tham gia vào công việc New Skin. Và cái cuối cùng là một trong những ưu điểm có thể là mình nói là tối ưu. Cái đó là nếu như mình xây dựng một cái hệ thống, mình tạo dựng một hệ thống rồi thì sau này mình không có làm nữa, mình có thể chuyển nhượng lại cho con cái. Đối với kinh doanh truyền thống thì ý mình làm 15-20 năm nhưng mà ngưng ngày nào thì mình hết ngày đó. Anh đã có gia đình và 5 cháu nhỏ, bên cạnh đó anh còn làm một số cái business khác, ví dụ nail supply hay là làm video, chuyển tiền, bán vé máy bay. Thì trong suốt 20 năm dài mình làm việc thì có một lần anh về công ty New Skin, mình thấy được rằng những người họ làm New Skin 20 năm thì bây giờ họ đã retire hết và họ có cuộc sống có thể nói là sung túc mà mình mơ ước, là vì họ đi đây đi đó mà họ vẫn có được cái thu nhập vào. Thì khi bạn thấy được như vậy và anh về quyết định là mình phải bắt tay vào làm cái công việc này, thì thay vì hồi xưa mình có những thời gian rảnh rỗi mình coi TV thì giờ mình cắt hết những thời gian đó lại để mình có thể gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè, chia sẻ gọi kinh doanh. Và khi mình đã quyết tâm muốn làm thì mình có thể sắp xếp thời gian mình có thể làm được. Đây cũng là một trong những lý do mà chính giúp anh đam mê vào trong công việc này. Tại vì những tiệm nail là những cái nơi mà những người khách hàng họ tới đó để làm đẹp. Mà New Skin có những dòng sản phẩm độc đáo, chất lượng để giúp cho những người khách hàng đó họ được đẹp hơn, được khỏe hơn. Thành ra nếu như anh chị em là chủ tiệm nail biết tận dụng cái cơ hội New Skin áp dụng vào trong tiệm của mình thì họ sẽ tạo ra rất nhiều cái income. Cái đầu tiên đối với anh, nếu như muốn thành công trên bất cứ lĩnh vực nào thì cái điều đầu tiên là mình phải học. Nếu như mình không học thì mình không thể nào mình làm đúng và mình có được kết quả. Thì mỗi tháng ở tại công ty đều tổ chức những sự kiện như TU do những người team lead họ tổ chức để họ đào tạo, thì anh đều về để tham dự. Và có những cái workshop do người Việt Nam mình tổ chức ra, anh đều tham dự để mình học, để mình biết làm đúng. Và cái điều thứ nhì, muốn thành công trong việc này, cái niềm tin của mình phải vững chắc. Thì cái niềm tin này không thể nào có nếu như mình ngồi ở nhà. Và muốn có được niềm tin này, anh chị phải tới những cái sự kiện, những cái nơi mà những người thành công họ về, họ chia sẻ và họ được tuyên dương. Thì có những sự kiện do người Việt Nam mình tổ chức, có những sự kiện do người Mỹ tổ chức. Thì nếu như muốn thành công, anh chị nên về sự kiện, mà nên về thường xuyên để giúp cho mình có niềm tin.